Kinh Khởi Thế Nhân Bổn Agana Sutanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Xá Vệ, Bubarama, thành Tính Diên Lâm. Ở lầu của Miga Ramatu, Lộc Mẫu giảng đường. Lúc bấy giờ, Vasettha và Bharavaja sống giữa các vị tỷ kheo và muốn trở thành tỷ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tình khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Vasettha thấy Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tình khởi dậy, bước xuống khỏi ngôi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Thế vậy, Vasettha nói với Bharavaja: Này bạn Bharavaja, Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tình khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Này bạn Bharavaja, chúng ta hãy đến ý kiến Thế Tôn, rất có thể chúng ta được nghe thời pháp từ Thế Tôn. Thư dân hiền giả, Bharavaja dâng theo lời Vasettha. Rồi cả Vasettha và Bharavaja cùng đến gần Thế Tôn. Khi đến xong, đảnh lễ Ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn. Khi Ngài đang đi qua đi lại, rồi Thế Tôn nói với Vasettha: Này Vasettha, ngươi sanh trưởng là Bà La Môn và thuộc gia tộc Bà La Môn, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình từ gia tộc Bà La Môn. Này Vasettha, người Bà La Môn có chỉ trích ngươi, phỉ báng ngươi chăng? Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn thật có chỉ trích chúng con, phỉ báng chúng con với những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện chứ không phải không toàn diện. Này Vasettha, các vị Bà La Môn dùng lời lẽ như thế nào để chỉ trích các ngươi, phỉ báng các ngươi với những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện chứ không phải không toàn diện? Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn đã nói như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần túy, các giai cấp phi Bà La Môn không phải như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính tông của Phạm Thiên, sanh từ miền Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Các ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cấp hạ tiền, giai cấp các sa môn trọc đầu, đê tiền, đen đuổi, dòng giống thuộc bàn chân. Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp. Khi các ngươi từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cấp hạ tiền, giai cấp các sa môn trọc đầu, đê tiền, đen đuổi, dòng giống thuộc bàn chân. Bạch Thế Tôn, như vậy các vị Bà La Môn chỉ trích chúng con, phỉ báng chúng con với những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện chứ không phải không toàn diện. Này Vasettha, các người Bà La Môn thật đã quên quá khứ khi họ nói Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ tiện. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần túy, các giai cấp phi Bà La Môn không phải như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính tông của Phạm Thiên, sanh từ miền Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Vasettha, các nữ Bà La Môn, vợ của các Bà La Môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có sanh con, có cho con bú. Và những Bà La Môn ấy chính do thai sanh lại nói rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Vasettha, có bốn giai cấp: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Vệ Xá và Suda Thủ Đà La. Này Vasettha, có người Sát Đế Lị sát sanh, lấy của không cho, có tà hành, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến. Này Vasettha, những pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện. Những pháp ấy là có tội và được gọi là có tội. Những pháp ấy không nên hành trì và được gọi là các pháp không nên hành trì. Những pháp ấy không xứng thánh pháp và được gọi là không xứng thánh pháp. Những pháp ấy là hắc pháp và hắc báo. Những pháp ấy bị người có trí quở trách. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người Sát Đế Lị. Này Vasettha, có người Bà La Môn. Này Vasettha, có người Phệ Xá. Này Vasettha, có người Thủ Đà La sát sanh,
có tà kiến. Này Vasettha, những pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện, là hắc pháp, là hắc báo. Những pháp ấy bị người có trí quở trách. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người Thủ Đà La. Này Vasettha, có người sát đế lỵ, không sát sanh, không lấy của không cho, không có tà hành, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói lời phù phiếm, không có tâm tham, không có tâm sân, có chánh kiến. Này Vasettha, những pháp ấy là thiện và được gọi là thiện. Những pháp ấy không có tội và được gọi là không có tội. Những pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp nên hành trì. Những pháp ấy xứng thánh pháp và được gọi là xứng thánh pháp. Những pháp ấy là bạch pháp và có bạch quả. Những pháp ấy được người có trí tán thán. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người sát đế lỵ. Này Vasettha, có người Bà La Môn. Này Vasettha, có người Phệ Xá. Này Vasettha, có người Thủ Đà La không sát sanh, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến. Này Vasettha, những pháp ấy là thiện, được gọi là thiện. Những pháp ấy không có tội và được gọi là không có tội. Những pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp nên hành trì. Những pháp ấy xứng thánh pháp và được gọi là xứng thánh pháp. Những pháp ấy là bạch pháp và có bạch quả. Những pháp ấy được người có trí tán thán. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người Thủ Đà La. Này Vasettha, vì rằng cả hai pháp hắc và bạch được chỉ trích và được tán thán bởi những người có trí, đều có mặt lẫn lộn trong bốn giai cấp này. Nên ở đây, những Bà La Môn nào nói rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt, chỉ có giai cấp Bà La Môn là da trắng, giai cấp khác là da đen, chỉ có Bà La Môn là thuần túy, các giai cấp phi Bà La Môn không phải như vậy, chỉ có Bà La Môn mới là con chính tông của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa từ của Phạm Thiên. Các vị có trí không thể chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này Vasettha, vì rằng nếu có ai trong bốn giai cấp là một vị tỷ kheo, một vị A-la-hán, các lậu hoặc đã được diệt tận, phàm hạnh đã thành, đã làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đặt mục đích tối thượng, hữu kiết sử đã diệt, nhờ chánh trí đã được giải thoát, vị ấy sẽ được xem là tối thượng so sánh với bốn giai cấp, vì xứng với pháp, không phải không xứng với pháp. Này Vasettha, pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và cả đời sau. Này Vasettha, đây là một chứng minh điển hình để biết vì sao pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và cả đời sau. Này Vasettha, vua Basenadi, Ba Tư Nặc, nước Kosala biết rằng Samun Gotama xuất gia từ dòng họ liên hệ Sakya. Này Vasettha, lúc bấy giờ dòng họ Sakya phải thần phục vua Basenadi ở Kosala. Dòng tộc Sakya tôn trọng đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay và đối xử với vua Basenadi nước Kosala rất lễ độ phải phép. Cũng vậy, vua Basenadi nước Kosala tôn trọng đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay và đối xử với Như Lai rất lễ độ phải phép. Vì vua nghĩ, có phải Samun Gotama là thiện sanh, còn ta không phải thiện sanh? Samun Gotama có hùng lực, ta không có hùng lực. Samun Gotama có dáng mặt đẹp đẽ, còn ta có dáng mặt thô xấu. Samun Gotama là vị có nhiều thế lực, còn ta ít có thế lực. Vì rằng vua Basenadi nước Kosala tôn trọng pháp, cung kính pháp, đảnh lễ pháp, cúng dường pháp, kính lễ pháp, nên vua tôn trọng đảnh lễ, đứng dậy chắp tay và đối xử với Như Lai rất lễ độ phải phép. Này Vasettha, với chứng minh điển hình này, cần hiểu như thế nào pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và cả đời sau. Này Vasettha, các ngươi sanh sai biệt, danh sai biệt, tánh sai biệt, gia hệ sai biệt, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu có ai hỏi các vị là ai, các ngươi cần trả lời: chúng tôi là Sa Môn dưới sự lãnh đạo của Thích Ca Tử. Này Vasettha, ai có lòng tin Như Lai, lòng tin ấy được an trí, có căn để an trú và chắc chắn. Một lòng tin không bị lôi kéo bởi Sa Môn Bà La Môn.
chư thiên, ma dương, phàm thiên hay một vị nào ở trên đời. Vị ấy có thể nói: ta là con chính tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do pháp sanh, do pháp tạo ra, là con cháu thừa từ của pháp. Vì sao vậy? Này Vasettha, vì là những chữ đồng nghĩa với Như Lai là pháp thân, là phạm thân, là pháp thể, là phạm thể. Này Vasettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Abhasara, Quan Âm Thiên. Ở tại đây, những loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, từ chiếu hào quang phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này Vasettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, một số lớn chúng sanh từ Quan Âm Thiên thác sanh qua tại đây. Những chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, từ chiếu hào quang phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này Vasettha, lúc bấy giờ vạn vật trở thành một thế giới toàn nước đen sẫm, một màu đen khiến mắt phải mù. Mặt trăng, mặt trời không hiện ra, sao và chòm sao không hiện ra, không có ngày đêm, không có tháng và nửa tháng, không có năm và thời tiết, không có đàn bà, đàn ông. Các loài hữu tình chỉ được xem là loài hữu tình mà thôi. Này Vasettha, đối với các loài hữu tình ấy, sau một thời gian rất lâu, vì đất tan ra trong nước như bọt nổi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dần, cũng vậy đất hiện ra. Đất này có màu sắc, có hương và có vị. Màu sắc của đất giống như đề hồ hay thuần túy như tô, vị của đất như mật ong thuần tình. Này Vasettha, có loài hữu tình có tánh tham nói: kìa xem, vật này là gì vậy? Lấy ngón tay nếm vị của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên. Này Vasettha, các loài hữu tình khác theo gương hữu tình kia lấy ngón tay nếm vị của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên. Rồi các loài hữu tình kia bắt đầu thưởng thức vị của đất bằng cách bẻ từng cục đất với bàn tay của họ. Này Vasettha, khi các hữu tình ấy bắt đầu thưởng thức vị của đất bằng cách bẻ từng cục đất với bàn tay, thời ánh sáng của họ biến mất. Khi ánh sáng của họ biến mất, mặt trăng, mặt trời hiện ra. Mặt trăng, mặt trời hiện ra thì sao và chòm sao hiện ra. Khi sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện ra. Khi ngày và đêm hiện ra thì nửa tháng và tháng hiện ra. Khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra. Như vậy, này Vasettha, thế giới này bắt đầu thành trở lại. Này Vasettha, những hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vasettha, vì các hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu, thân của họ trở thành cứng trắng và sắc đẹp của họ trở thành sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây, các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp. Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta. Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, vị của đất biến mất. Khi vị của đất biến mất, họ hội họp lại và kêu than: ôi vị ngon, vị ngon. Như ngày nay, khi loài người có được vị ngon liền nói: ôi vị ngon, vị ngon. Như vậy, họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. Này Vasettha, khi vị của đất biến mất với các hữu tình ấy, thời một loại nấm đất hiện ra như hình mai con rắn. Chúng hiện ra như vậy. Loại nấm ấy có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại nấm này giống như đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của đất như mật ong thuần tính. Này Vasettha, những hữu tình ấy bắt đầu ăn thứ nấm đất. Họ thưởng thức nấm đất, lấy nấm đất làm chất ăn, lấy nấm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vasettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức nấm đất, lấy nấm đất làm chất ăn,
lấy nắm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của chúng lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp. Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta. Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, nắm đất biến mất. Khi nắm đất biến mất, cỏ và cây leo hiện ra. Như loại cây tre, chúng hiện ra như vậy. Loại cây leo này có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại cây leo này giống như đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của loại cây leo này như mật ong thuần tịnh. Này Vasettha, các hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo này. Chúng bắt đầu thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vasettha, vì những hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của họ lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây, các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp. Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta. Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, cỏ và cây leo biến mất. Khi cỏ và cây leo biến mất, họ hội họp lại và kêu than: ôi cái này thuộc của chúng ta, ôi hãy thay cho chúng ta, nay cỏ và cây leo đã biến đi. Như ngày nay, khi loài người được hỏi cái gì làm cho đau khổ, bèn trả lời: ôi cái này thuộc của chúng ta, ôi hãy thay cho chúng ta. Như vậy, họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. Này Vasettha, khi các loại cỏ, cây leo biến mất, thời lúa xuất hiện tại các khoảng trống, không có cám, không có vỏ, có mùi thơm và bột trơn nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiều họ mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy vào buổi sáng lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buổi sáng họ mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, không có gián đoạn. Này Vasettha, những hữu tình ấy thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vasettha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức lúa mọc tại khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu, thân hình của họ trở thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của họ lại càng sai biệt. Về phái nữ, nữ tánh xuất hiện. Về phái nam, nam tánh xuất hiện. Phái nữ nhìn phái nam hết sức kỹ lưỡng, phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng. Vì họ nhìn nhau kỹ lưỡng như vậy nên tình dục khởi lên, ái luyến đối với thân thể bắt đầu. Do sự ái luyến, họ làm các hành dâm. Này Vasettha, lúc bấy giờ những chúng sanh ấy thấy làm các hành dâm như vậy, người thì quăng bùn, người thì quăng tro, người thì quăng phân bò và nói: hãy chết đi đồ ô uế, hãy chết đi đồ ô uế. Sao một loại hữu tình lại đối xử với một loại hữu tình khác như vậy? Như ngày nay, tại một số quốc độ, khi một cô dâu được rước đi, có người quăng bùn, có người quăng tro, có người quăng phân bò. Như vậy, chúng theo văn tự truyền thống xưa mà không biết ý nghĩa của nó. Này Vasettha, lúc bấy giờ việc làm được xem là phi pháp này được xem là đúng pháp. Này Vasettha, lúc bấy giờ các loài hữu tình ấy hành dâm không được phép vào làng hay xã ấp một tháng hay cả hai tháng. Vì những hữu tình ấy lúc bấy giờ bị chỉ trích mau chóng vì hành động phi pháp, họ bắt đầu làm lầu, làm nhà để che giấu những hành động phi pháp của họ. Này Vasettha, có loài hữu tình bản tánh biến nhát tự nghĩ: sao ta lại tự làm ta mệt mỏi bằng cách đi tìm lúa buổi chiều cho buổi ăn chiều, buổi sáng cho buổi ăn sáng? Sao ta lại không tìm lúa một lần cho cả buổi ăn chiều và buổi ăn sáng? Này Vasettha, loài hữu tình ấy tìm lúa một lần cho cả buổi ăn chiều, cả buổi ăn sáng. Một hữu tình khác đến vì hữu tình này và nói: này bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa. Này bạn, tôi đã tìm lúa một lần cho cả buổi chiều và buổi sáng. Này Vasettha, vị này nói theo vị hữu tình kia, đi tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày. Này bạn, như vậy là tốt. Này Vasettha,
rồi một hữu tình khác đến vị hữu tình ấy và nói: Này bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa. Này bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày rồi. Này Vasettha, vị hữu tình này noi theo gương của vị hữu tình kia, liền đi tìm lúa một lần đủ cho 4 ngày. Này bạn, như vậy là tốt. Này Vasettha, một vị hữu tình khác lại đến vị hữu tình này và nói: Này bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa. Này bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả 4 ngày. Này Vasettha, vị hữu tình này nói theo gương vị hữu tình kia, liền đi tìm lúa một lần đủ cho 8 ngày. Này bạn, như vậy là tốt. Này Vasettha, những vị hữu tình kia bắt đầu tích trữ lúa để ăn, và cám bắt đầu bao bọc hột gạo trơn nhẵn, và vỏ lúa bao bọc hột lúa, và các cây lúa bị cắt không lớn lên được, và như vậy có sự gián đoạn, và các cây lúa mọc lên từng cụm từng chùm. Này Vasettha, các loài hữu tình ấy hội họp lại và than phiền: Này các bạn, các ác pháp đã hiện ra giữa các loài hữu tình. Chúng ta trước kia do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, từ chiếu hào quang phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Đối với chúng ta, sau một thời gian khá dài, vị của đất hiện ra. Vị đất này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu bẻ đất từng cục bằng tay để ăn vị đất. Vì bắt đầu bẻ đất bằng tay từng cục để ăn nên hào quang biến mất. Vì hào quang biến mất nên mặt trời, mặt trăng hiện ra. Vì mặt trăng, mặt trời hiện ra nên các sao và chùm sao hiện ra. Vì các sao và chùm sao hiện ra nên đêm, ngày hiện ra. Vì đêm, ngày hiện ra nên nửa tháng và tháng hiện ra. Vì nửa tháng và tháng hiện ra nên thời tiết và năm hiện ra. Chúng ta thưởng thức vị đất, lấy vị đất làm chất ăn, lấy vị đất làm món ăn trong một thời gian khá dài. Khi ác bất thiện pháp khởi lên giữa chúng ta, vị đất biến mất. Vì vị đất biến mất nên nắm đất hiện ra. Nắm đất này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu thưởng thức nắm đất ấy, lấy nắm đất làm chất ăn, lấy nắm đất làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác bất thiện pháp này khởi lên giữa chúng ta nên nắm đất biến mất. Vì nắm đất biến mất nên cỏ và cây leo hiện ra. Cỏ và cây leo này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu thưởng thức cỏ và cây leo ấy, lấy cỏ và cây leo làm chất ăn, lấy cỏ và cây leo làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác bất thiện pháp này xảy ra giữa chúng ta nên cỏ và cây leo biến mất. Vì cỏ và cây leo biến mất nên lúa mọc tại khoảng trống hiện ra, không có cám, không có vỏ, thuần tịnh, có mùi thơm và hột trơn nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiều chúng ta mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy và buổi sáng lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buổi sáng chúng ta mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy và buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, không có gián đoạn. Chúng ta thưởng thức lúa mọc tại khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác bất thiện pháp ấy khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đầu bao bọc hột lúa trơn nhẵn, và vỏ lúa bao bọc hột lúa trơn nhẵn. Và các cây lúc bị cắt không lớn lên được, và như vậy có sự gián đoạn, và các cây lúa mọc lên từng cụm từng chùm. Vậy đây, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. Này Vasettha, các loại hữu tình ấy phân chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. Này Vasettha, có vị hữu tình bản tánh biến nhát, giữ gìn phần của mình, đánh cắp phần của người khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người ấy và nói: Này ngươi, ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Nhà ngươi chớ có làm như vậy nữa. Thưa bạn, vâng. Này Vasettha, người này dâng theo lời nói của những người ấy. Này Vasettha, một lần thứ hai. Này Vasettha, một lần thứ ba. Người này gìn giữ phần của mình.
đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người này và nói: Này ngươi, ngươi đã làm điều ác, vì ngươi gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Ngươi chớ có làm như vậy nữa. Có người đập anh ta bằng tay, có người đập anh ta bằng đá, có người đập anh ta bằng gậy. Này Vasettha, bắt đầu như vậy, lấy của không cho xuất hiện, quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt đánh đập xuất hiện. Này Vasettha, những loài hữu tình ấy hội họp lại và than khóc. Này tôn giả, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu tình trong hình thức lấy của không cho xuất hiện, quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt xuất hiện. Chúng ta hay đề cử một người, người ấy sẽ tức giận khi đáng phải tức giận, khiển trách khi đáng phải khiển trách, tận xuất khi đáng phải tận xuất. Nhưng chúng ta sẽ chia cho người ấy một phần lúa. Này Vasettha, rồi các vị hữu tình ấy đi đến vị hữu tình có sắc đẹp đẹp nhất, có gương mặt dễ ngó nhất và được ái luyến nhiều nhất, đến vị hữu tình ấy và nói: Này vị hữu tình kia, hãy tức giận khi đáng phải tức giận, hãy khiển trách khi đáng phải khiển trách, hãy tận xuất khi đáng phải tận xuất. Chúng tôi sẽ dành cho người một phần lúa của chúng tôi. Xin dâng các tôn giả. Này Vasettha, vị hữu tình này dâng theo các vị hữu tình kia, tức giận khi đáng tức giận, khiển trách khi đáng khiển trách, tận xuất khi đáng tận xuất. Và các vị hữu tình kia chia cho vị này một phần lúa. Này Vasettha, được lựa chọn bởi đại chúng, tức là Maha Samato. Danh từ Maha Samato là danh từ đầu tiên được khởi lên. Này Vasettha, vị chủ của ruộng vườn, tức là Khatiya, là danh từ thứ hai được khởi lên, làm cho các người khác hoan hỷ bởi pháp, tức là Raja, vị vua. Raja là danh từ thứ ba được khởi lên. Này Vasettha, như vậy là sự khởi lên nguồn gốc giới dứt xã hội của Khatiya theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng ta ở giữa những loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp Dhamma, không phải phi pháp. Này Vasettha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Này Vasettha, một số các vị hữu tình suy nghĩ: Này các tôn giả, các ác bất thiện pháp đã hiện ra giữa các loại hữu tình, như lấy của không cho, khiển trách, nói láo, hình phạt, tận xuất. Chúng ta hãy loại bỏ các ác bất thiện pháp. Các vị ấy loại bỏ các ác bất thiện pháp, tức là Brahmana, Bà La Môn. Và chữ Brahmana là danh từ đầu tiên được khởi lên. Những vị này lập lên những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền trong những nhà chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập tắt, khói được tiêu tan, cối và chày rơi ngã nghiêng. Buổi chiều lo buổi ăn chiều, buổi sáng lo buổi ăn sáng. Họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để khất thực. Khi họ xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người khác thấy vậy nói như sau: Này các tôn giả, những loài hữu tình này lập lên những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền trong những chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập tắt, khói được tiêu tan, cối và chày rơi ngã nghiêng. Buổi chiều lo buổi ăn chiều, buổi sáng lo buổi ăn sáng. Họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để khất thực. Khi xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá trong các khu rừng để tu thiền. Này Vasettha, họ Yajanti tu thiền, tức là họ suy tư. Yajayaka, Yajayaka là danh từ thứ hai được khởi lên. Này Vasettha, một số loài hữu tình này không thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, liền đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã để làm sách. Các người khác thấy vậy bèn nói: Này các tôn giả, những loài hữu tình này không thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, đã đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã để làm sách. Này những vị này không tu thiền. Này Vasettha, Nadan Imi Yajanti, tức là Ahayaka và Ahayaka là chữ thứ ba được khởi lên. Các vị lập lại các tập Veda.
Này Vasetha, thời ấy họ thuộc hạ cấp, nay họ xem là cao thượng nhất. Như vậy, này Vasetha, là sự khởi lên nguồn gốc giới chức xã hội của các bà la môn theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của họ là ở giữa những loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác một cách đúng pháp tắc, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Này Vasetha, một số các loài hữu tình này theo pháp dâm dục thiết lập các nghề nghiệp sai khác. Visuta, này Vasetha, những ai theo pháp dâm dục thiết lập các nghề nghiệp sai khác, như vậy gọi là Vesa. Danh từ Vesa được khởi lên. Như vậy, này Vasetha, là sự khởi lên nguồn gốc giới giết xã hội của các Vesa. Theo danh từ truyền thống cổ xưa, nguồn gốc của họ là ở giữa các loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp tắc, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Này Vasetha, một số loài hữu tình còn lại lựa chọn săn bắn. Những ai sống săn bắn và theo các nghề hèn nhỏ, này Vasetha, được gọi là Suda. Và danh từ Suda được khởi lên. Như vậy, này Vasetha, là sự khởi lên nguồn gốc giới giết xã hội của các Suda theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng là ở giữa các loài hữu tình ấy, không phải ở ngoài loài nào khác, một cách đúng pháp tắc, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Này Vasetha, một thời có vị Khatiya Sakdili tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi sẽ sống làm người sa môn. Vị bà la môn tự trách pháp của mình, xuất gia, tình, sống không gia đình. Tôi sẽ sống làm người sa môn. Vị Vesa tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi sẽ sống làm người sa môn. Vị Suda tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi sẽ sống làm người sa môn. Này Vasetha, giai cấp Samana sa môn được khởi lên từ bốn giai cấp ấy. Nguồn gốc của sa môn là ở giữa các loài hữu tình ấy, không phải ngoài loại nào khác, một cách đúng pháp tắc, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Này Vasetha, vị Khatiya làm tà hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này Vasetha, vị Bà La Môn. Này Vasetha, vị Vesa. Này Vasetha, vị Suda. Làm tà hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Vasetha, vị Khatiya làm chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có chánh kiến. Do chánh kiến, chánh nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiền thú, thiên giới. Này Vasetha, vị Bà La Môn. Này Vasetha, vị Vesa. Này Vasetha, vị Suda. Làm chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có chánh kiến. Do chánh kiến, chánh nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiền thú, thiên giới. Này Vasetha, vị Khatiya, làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai hạnh về ý, có chánh kiến, tà kiến lẫn lộn. Do chánh kiến, tà kiến, chánh hạnh, tà hạnh lẫn lộn làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vasetha, vị Bà La Môn. Này Vasetha, vị Vesa. Này Vasetha, vị Suda. Làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai hạnh về ý, có chánh kiến, tà kiến lẫn lộn. Do chánh kiến, tà kiến, chánh hạnh, tà hạnh lẫn lộn làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vasetha, vị Khatiya, chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý. Sau khi tu tập bảy pháp giác chi, đã diệt trừ hoàn toàn các ác pháp ngay trong đời hiện tại. Này Vasetha, vị Bà La Môn, vị Vesa. Này Vasetha, vị Suda,
chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý. Sau khi tu tập bảy pháp giác chi, đã diệt trừ hoàn toàn các ác pháp ngay trong đời hiện tại. Này Vasettha, trong bốn giai cấp này, vị tỷ kheo là bậc A-la-hán lậu hoặc đã diệt tận, việc phải làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã đạt tới, hữu kiết sử đã trừ diệt, chánh trí giải thoát. Vị ấy được gọi là tối thượng trong tất cả giai cấp, đúng với chánh pháp, không phải phi pháp. Này Vasettha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cho cả đời sau. Này Vasettha, bài kệ sau đây được Phạm Thiên Sanam Kumara, thường đồng hình Phạm Thiên, tuyên thuyết. Chúng sanh tinh giai cấp, sát đế lì tối thắng, ai đủ cả trí đức, tối thắng giữa nhân thiên. Này Vasettha, bài kệ này được Phạm Thiên Sanam Kumara khéo hát chứ không phải dùng hát, khéo nói chứ không phải dùng nói, đầy đủ ý nghĩa chứ không phải không đầy đủ, được ta chấp nhận. Này Vasettha, ta cũng nói như sau: chúng sanh tinh giai cấp, sát đế lì tối thắng, ai đủ cả trí đức, tối thắng giữa nhân thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Vasettha và Bara Vaja quan hỷ tín thọ lời giảng Thế Tôn.